Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon nha. Vịt ông sấu là món ăn được nhiều gia đình ưa thích trong mọi thời tiết. Vị chua thanh của sấu và măng chua kết hợp với miếng thịt béo ngậy, ngon mềm và không ngán. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể nấu được món vịt ông sấu ngon theo đúng kiểu mùi vị đặc trưng của nó. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn khám phá công thức tốt nhất cho món này nhé. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh có chuông để có thể theo dõi được những video mới và sớm nhất của mình nha. Trước tiên về nguyên liệu, mình đã mua con vịt 2kg. Tuy nhiên với 3-4 suất ăn thì mình chỉ nấu nửa con thôi nha. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà sơ chế làm sao cho vịt không bị tanh nhé. Gia vị sẽ bao gồm hạt nêm, bột canh, tiêu, đường, mì chính. Mỗi loại tầm 1 thìa cà phê nha. Khoảng 2 thìa cà phê nước mắm nha các bạn. Một đĩa nhỏ măng từ 8 đến 10 quả sấu. Dứa mình dùng 2/3 quả nhé. Cây củ gia vị bao gồm có gừng, mùi tàu, hành lá, sả và ớt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế vịt trước nhé. Bước này rất là quan trọng, bạn làm kỹ thì đảm bảo vịt không bị tanh nha. Trước tiên mình dùng muối để chà sạch vịt. Các bạn chú ý chà kỹ toàn bộ bề mặt con vịt nha. Xong rồi mình rửa sạch lại bằng nước lạnh nhé. Tiếp theo để khử mùi tanh mình sẽ dùng quả chanh nhé. Mình cắt đôi quả chanh và trà khắp mình con vịt. Ngoài ra để khử mùi tanh thì các bạn dùng rượu cũng rất là hiệu quả đó nha. Mình trà luôn cả bên trong thân con vịt nữa nha. Xong rồi thì mình rửa sạch lại bằng nước lạnh. Như vậy là xong khâu sơ chế rồi đó các bạn. Vịt này giờ mình mang đi chặt miếng vừa ăn nha. Tiếp theo mình sẽ đi sơ chế các nguyên liệu khác nhé. Dứa mình sẽ thái miếng vừa ăn. Sả thì mình sẽ dùng sống dao đập dập rồi cắt đôi ra nhé. Mùi tàu mình thái nhỏ, hành lá và ớt mình cũng thái nhỏ ra luôn nha. Gừng củ mình cũng thái miếng rồi băm nhỏ. Ok, thịt vịt sau khi chặt miếng đây nha các bạn. Giờ mình đi ướp thịt nhé. Mình cho toàn bộ gia vị vào bát. Cho hết gừng vào luôn nha. Tiếp theo 2 thìa cà phê nước mắm vào. Mình dùng đũa đảo đều để thịt vịt ngấm gia vị nha. Thịt vịt này mình sẽ ướp khoảng 30 phút nha. Giờ mình đậy vung rồi đợi 30 phút nhé các bạn. Giờ mình đi om vịt nha. Rồi lên bếp một xíu dầu ăn. Các bạn nhớ là cho ít thôi nha. Vì thịt vịt có rất là nhiều mỡ, lát ta nấu nó sẽ ra rất là nhiều nên là rất dễ bị ngán đó. Cho hỗn hợp tỏi và hành tím đã băm vào. Nãy phần nguyên liệu mình quên đưa ra mấy cái này nha các bạn. Cho vào phi thơm rồi cho vịt vào nồi nhé. Giờ mình đảo đều thịt vịt nha. Các bạn điều chỉnh lửa vừa phải thôi nhé. Nãy giờ mình đảo cũng được 5 phút rồi đó các bạn. Thịt vịt đã thơm và săn lại rồi này. Bạn nào không thích ăn quá nhiều mỡ thì nấu cho cạn nước vịt nhé. Còn bạn nào thích ăn béo ngậy chút thì mình để lại chút nước. Mình cho dứa vào luôn nha. Cho hết luôn đó các bạn. Rồi dùng đũa đảo đều nhé. Đảo một lúc cho dứa ngấm gia vị rồi mình sẽ cho nước vào nha.
Mình đổ nước chỉ gần ngang miếng thịt thôi nha. Gan vịt giờ mình mới cho vào này các bạn. Nếu cho vào lúc đầu thì gan sẽ bị nát do quá trình mình đảo vịt nhé. Giờ mình sẽ cho củ sả vào. Sắp đều lên trên bề mặt nhé. Cho măng vào luôn nha các bạn. Mình bỏ khoảng 8 quả sấu vào luôn. Tùy thuộc vào khẩu vị ăn chua của gia đình nhé. Cho tiếp ớt vào. Các bạn thấy sao? Món này dễ nấu quá đúng không ạ? Giờ mình sẽ đậy vung mà đợi thôi. Lúc quả sấu mềm rồi thì mình sẽ đi dầm nhé. Các bạn cũng có thể lấy sấu ra bát và dầm nát mới đổ vào nồi nhé. Mình dầm sấu nát trong nồi luôn. Xong rồi, mình đậy vung lại và tiếp tục hầm đến khi thịt vịt chín mềm nhé. Được khoảng 10 phút, thịt mềm rồi đó các bạn. Mình cho mùi tàu vào nhé. Đảo đều tắt bếp và múc ra tô nhé. Thơm ngon quá luôn các bạn. Lâu rồi mình chưa nấu lại cái món này. Mình bỏ hành lên trên bát vịt nhé. Trang trí thêm vài quả ớt cho đẹp mắt nha. Bước cuối cùng thì oánh chén rồi các bạn. Mình thường ăn vịt ong sấu với bún nha. Đúng là chán cơm thèm bún đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn theo dõi video. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nhé.